À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay cô cùng các em chúng ta đi đọc hiểu văn bản với nhan đề những tình huống hiểm nghèo. Ở bài học này, nhiệm vụ của các em là đi trả lời những câu hỏi xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với câu hỏi trong phần chuẩn bị đọc. Ở trong phần chuẩn bị đọc này, các em sẽ trả lời câu hỏi số 1 trang 36. Theo em, mỗi người bạn tốt cần có đức tính gì? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, quá trình đi học thì sẽ có rất là nhiều những bạn bè kết giao được với nhiều bạn mới, đúng không nào em? Vậy thì có thể là theo em, một người bạn tốt cần có những đức tính tốt như là biết giúp đỡ người khác, biết chia sẻ và lắng nghe với người khác, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng trả lời cho câu hỏi số 2 trang 36. Trong trường hợp nào thì một người được xem là kẻ mạnh? À, kẻ mạnh đối lập với kẻ yếu là kẻ không có sức khỏe này, những kẻ yếu trí và yếu sức, đúng không nào các em? Còn trong một số trường hợp, những người có sức mạnh bảo vệ người khác được coi là kẻ mạnh. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu hai câu hỏi trong phần chuẩn bị. Bây giờ cô cùng các em đến với phần trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta sẽ theo dõi sự kiện nào trong chuyện làm cho em bất ngờ. Thì trong quá trình chúng ta làm bài, chúng ta đọc bài, chúng ta sẽ xác định được những chi tiết, những sự kiện khiến cho chúng ta bất ngờ. Cô có thể kể đến chi tiết mà khiến cho các em cảm thấy bất ngờ, đó chính là sự kiện, cách ứng xử của người bạn, còn lại là giả chết lừa con gấu, đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với phần 2, phần theo dõi. Chúng ta sẽ chú ý phân biệt lời của người kể chuyện với lời của nhân vật. À, chúng ta sẽ cùng phân biệt lời của người kể chuyện với lời của người từng nhân vật. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 theo dõi. Lời lẽ của chó sói trong chuyện có thuyết phục không và vì sao? Đọc kỹ bài học và tìm hiểu những chi tiết nói về lời của chó sói. Lời lẽ của nhân vật chó sói trong chuyện đầy ngang ngược và thiếu tính thuyết phục. Và như thế nào được gọi là thiếu thuyết phục? Tí lát nữa ở trong phần suy ngẫm và phản hồi, cô cùng các em chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi 4 là câu hỏi suy luận. Trong đoạn kết, chó sói cố tình vặn vẹo hạch sách chiên con nhằm mục đích gì? Chúng ta sẽ xác định được chó sói cố tình vặn vẹo hạch sách chiên con nhằm mục đích hại chiên con và đổ lỗi cho chiên con, nên chó sói cố tình vặn vẹo và hạch sách chiên con. Chúng ta đã cùng nhau đi trả lời được 4 câu hỏi ở trong phần trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta sẽ đến với phần suy ngẫm và phản hồi. Nội dung chính của văn bản những tình huống hiểm nghèo này là đưa ra các bài học về các sự việc, cách ứng xử của con người trong cuộc sống khi đánh giá một sự việc nào đó. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu câu hỏi đầu tiên. Trang 39, liệt kê một số từ ngữ không chỉ không gian và thời gian trong hai văn bản, hai người bạn đồng hành và con gấu, và văn bản số 2 là văn bản chó sói và chim con, theo mẫu đơn dưới đây. Nhận xét về không gian trong hai văn bản. Các em sẽ cùng theo dõi vào mẫu trong văn bản. Chúng ta sẽ kẻ bảng vào trong vở để hoàn thành bảng sau đây. Cô gợi ý như sau. Với văn bản hai người bạn đồng hành và con gấu, từ ngữ chỉ không gian xuất hiện đó chính là từ trong rừng, trên cây. Còn từ ngữ chỉ thời gian xuất hiện là một lúc sau. Trong văn bản chó sói và chiên con, từ ngữ chỉ không gian là từ rừng sâu và từ ngữ chỉ thời gian là từ năm ngoái. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 2 trang 39. Xác định tình huống trong chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu và văn bản chó sói và chiên con. Tình huống ấy có tác dụng thế nào trong việc thể hiện đặc điểm của nhân vật? Nhiệm vụ của các em đó chính là xác định tình huống trong chuyện, trong hai câu chuyện. Và thứ hai là xác định tác dụng của tình huống đó. Cô gợi ý như sau. Tình huống trong chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu chính là tình huống hai người bạn cùng gặp nguy hiểm và mỗi người có một cách ứng xử khác nhau để thoát thân. À, tình huống trong câu chuyện số 2 là câu chuyện chó sói và chiên con, là lý lẽ buộc tội của sói với chiên con. Đó chính là hai tình huống chuyện trong hai chuyện. Và tình huống chuyện làm nổi bật lên tính cách của từng nhân vật như những người bạn ích kỷ, sói già nguy hiểm.
chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 3. Em hãy tóm tắt chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu. Tóm tắt là gì? Tóm tắt là chúng ta đi đưa ra những chi tiết, những nội dung chính ở trong văn bản để chúng ta tóm tắt thành một đoạn văn để cho người đọc, người nghe dễ hiểu hơn. Cô gợi ý như sau. Câu chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu kể về việc hai người đi trong rừng và gặp một con gấu. Một người bạn nhanh chân chạy trốn trên cây và bỏ mặc bạn đối mặt với nguy hiểm. Thật may mắn, người bạn nhanh trí giả chết để thoát nạn. Câu chuyện thể hiện một bài học về người tốt là người bạn không bỏ mặc mình trong lúc khó khăn. Chúng ta đã cùng tóm tắt xong văn bản hai người bạn đồng hành và con gấu. Các em về nhà sẽ tóm tắt văn bản chó sói và chiên con theo gợi ý của cô trong câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ bước sang câu hỏi 439. Trong văn bản ngôn cũng như trong các văn bản truyện, lời thoại của nhân vật thường góp phần thể hiện đặc điểm của nhân vật ấy. Hãy tóm tắt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chó sói và chiên con trong bài học và cho biết lời thoại đã góp phần thể hiện đặc điểm của mỗi nhân vật như thế nào. Các em hãy đọc kỹ văn bản. Cô gợi ý sau. Cuộc đối thoại của chó sói và chiên con thể hiện chiên con thật ngây thơ và chân thật trước sói mưu mô và gian xảo. Chúng ta đã cùng cô đi trả lời xong câu hỏi số 4. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 539. Xác định đề tài và nêu bài học mà em rút ra từ mỗi chuyện. Đề tài của mỗi câu chuyện chúng ta đã đi tìm hiểu trong câu hỏi trước. Bài học rút ra từ mỗi câu chuyện đó chính là câu chuyện cho chúng ta cách ứng xử trước những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, luôn thận trọng trước thế giới xung quanh. Bài học này thì các em hãy lưu ý, ghi nhớ và làm bài học cho chính bản thân mình. Khép lại câu hỏi số 5, cô cùng các em đến với câu hỏi số 6. Trong hai văn bản, em thích văn bản nào hơn? Vì sao? Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nêu cảm nhận của em về văn bản đấy. Câu hỏi này là câu hỏi lựa chọn. Theo suy nghĩ cá nhân cũng như là ý kiến của cá nhân thì các em sẽ chọn cho mình một văn bản mà mình yêu thích để mình giải thích. Cô gợi ý như sau, có thể là em thích chuyện chó sói và chiên con bởi vì câu chuyện mang đến một bài học đắt giá trong cuộc sống trong các trường hợp đối với kẻ thù của mình. Tương tự như là chúng ta nếu mà chúng ta thích câu chuyện chó sói và cừu non thì chúng ta cũng sẽ có những lý giải riêng cho bản thân mình. Câu hỏi số 6 đã khép lại bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.